Chào đón quý vị quay trở lại với Let's Style Nàng Cùng Phong Cách. Trang điểm không chỉ đơn thuần giúp cho chúng ta trở nên xinh đẹp mà giúp cho chúng ta tự tin hơn. Và có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, đó là trang điểm và xu hướng trang điểm của năm 2020-2021 có gì khác nhau. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật cùng với những chuyên gia và khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia trang điểm Tony Nguyễn. Tôi rất vui được trở lại với chương trình Nào Cùng Phong Cách. Và giám đốc sáng tạo Tôn Nhiều Anh. Xin chào khán giả truyền hình, xin chào khán giả đang xem Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Chào Tony và chào Khang. Khi mà theo dõi chương trình này thì quý vị khán giả cũng rất là muốn để hai chuyên gia của chúng tôi, hai khách mời của chúng tôi có thể chia sẻ và liệt kê một vài những cái xu hướng về trang điểm mà đặc biệt nổi bật trong những năm gần đây, thời gian gần đây được không ạ? Cái xu hướng mới nhất mà tôi rất là yêu thích đấy là cái làm theo dạng trang điểm giống những người ở xứ rất là lạnh, là có một cái má hồng ngang từ bên này qua bên này. Cái gọi là những cái điểm chấm 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 để tạo tàn nhang cũng là một dấu ấn cho make up năm vừa rồi. Ngoài ra tôi thấy rất là nhiều người dùng rất là nhiều tông hồng, tông cam đất được thịnh hành, và cái mắt của những năm 60 là một cái điều làm cho người ta trở nên mơ màng hơn, bởi vì nó có sự tương quan giữa thời trang và make up. Sao người ta thích lông mày đậm và tự nhiên chứ không thích kiểu lông mày kiểu nâu nâu nhạt nhạt sẽ là bờ bờ như ngày lúc trước nữa. Nghĩa là nó sẽ thiên về cái tông tự nhiên nhiều hơn. Rồi, cả lông mi của mày họ sẽ bấm chải rất kỹ chứ không cần phải gắn nhiều mi giả như ngày trước. Là cái xu hướng càng ngày sẽ càng cần cái sự tự nhiên, natural. Và đặc biệt là cái tôi thấy là một cái ưu điểm nữa của cái việc mà trang điểm cái màu môi cũng như là cái gương mặt mà nó có cái phong cách mà màu tự nhiên, màu nude ấy, thì nó dễ để mặc đồ, dễ để phối với quần áo nhiều hơn, đúng không ạ? Thực ra là nó phù hợp với giới trẻ. Những người mà rất trên 30 tuổi, đúng trên rồi. 30 tuổi thì rõ ràng tông tự nhiên rất là khó đẹp với họ, nhưng mà bù lại cái tông tự nhiên sẽ làm họ trẻ trung hơn. Nhưng mà còn đối với họ đẹp hay không thì lại là quan điểm của họ. Khi mà trên 30 tuổi rồi mọi người thích đậm đà một chút. Họ chỉ không thích là những thứ quá nhiều màu, son phấn xanh đỏ tím vàng thôi. Họ có thể chọn những điểm nhấn nó sẽ khác với các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì thường các nét lúc đấy nó chưa bị vỡ nét, nó chưa bị thay đổi về về nhân tướng học, đúng không ạ? Bởi vì các xong bạn ý các cái mí mắt đó nó không bị trùng sụp. Vì đó, lúc mà họ chơi màu rất là dễ, có thể là lúc mình có từ 20 tuổi cho thì nó mình có thể làm những màu mắt nhũ, đồng, ánh bạc, kim đồ được, nhưng mà với phụ nữ thì tầm 30 thì không nên dùng những màu đấy. Họ sẽ làm cho mắt họ bị bụp, sẽ không có chiều sâu. Khi mà nói về rất là nhiều những cái xu hướng thăng điểm cũng như là xu hướng mà của năm vừa rồi thì tôi còn đặc biệt ấn tượng với cái phần nền của những cái cô gái của năm 2020 vừa rồi, thì tôi thấy có phần hơi giống với cả xu hướng của Hàn Quốc, đấy là cái nền nó hơi bóng bóng căng căng, đúng không? Và không biết là năm 2021 này thì nó có gì khác biệt không ạ? Cái glass gọi là bọn tôi hay gọi đùa là glass skin, nghĩa là bóng như thủy như tinh gương. Thì thực ra là nó cũng đã hết mốt rồi, hết mốt rồi. Mọi người đã không còn thích cái bóng dầu này nữa, mà bây giờ mọi người đã bảo trang điểm nó thuận tự nhiên và mọi cái bo khối nó đã trở thành vô nghĩa rồi. Mọi người rất là thích là làm nền thật là kỹ, sau đó tưởng chừng là dùng rất là ít son phấn, thực ra là dùng những tông màu tự nhiên để trang điểm, để tạo ra khối. Theo một cách Tony làm từ trước đến nay vẫn như thế, thì có thể là mình sẽ chạy theo xu hướng là những cái lớp nền căng mỏng nước ấy, nhưng mà nó chỉ hợp với là những bộ shop beauty hoặc là những shop TBC quảng cáo ấy. Nhưng mà khi mà với khí hậu Việt Nam mình đã đang nóng ấy, mà mình làm một cái nền bóng nhảy ấy, xong mình đi ra đường nhìn rất là sợ, đó là như thế. Và họ chỉ thích những kiểu làm sao mà có thể che được, cover được hết tất cả các khuyết điểm trên mặt họ, nhưng mà nhìn vẫn thật là trong và tự nhiên. Mình phải chia ra làm nhiều đối tượng nhỉ. Như bọn mình làm thời trang thì rất biết rồi, chụp quảng cáo, chụp báo chí sẽ khác, TBC khác. Các bạn chụp ảnh đừng có bao giờ make up theo chụp ảnh, bởi vì trong khi mà chụp ảnh chúng tôi có concept, đúng không? Chúng tôi truyền tải những xu hướng thời trang, trong đó Photoshop. Đúng rồi, hai là diễn sân khấu thì lại một kiểu make up khác, và cuối cùng là để các bạn ứng dụng trong cuộc sống. Và đặc biệt khi mà trong ứng dụng trong cuộc sống thì với xu hướng của năm 2021 này thì cái nền và cái tông trang điểm nó có gì khác biệt nữa không ạ? Tôi nghĩ cái nền là thứ ít khi thay đổi. Kỹ thuật năm nào cũng như năm nào, chẳng qua là sản phẩm có loại gì mới. Và với mỗi một gương mặt thì sẽ có một cách làm nền khác nhau. Cái điểm mà chúng ta có thể bảo mới hay là không thì giả sử năm tới sẽ có những màu phát quang ở trong quần áo lên ngôi. Thì liệu với quần áo những cái màu rực như vậy thì trang điểm như thế nào là phù hợp, thì tôi nghĩ đấy là câu hỏi tôi muốn hỏi Tony. Giả sử bây giờ tôi sẽ mặc những màu rất là color block, ví dụ như là màu cam hoặc là màu xanh nõn chuối, thì liệu như vậy thì trang điểm như nào thì phù hợp? Thì nếu như mà mình đang mặc một bộ đồ rất là nhiều màu sắc thì mình nên tiết chế phần trang điểm lại.
Chúng tôi nên nghĩ ra phần nền cũng như là phần má thì mình sẽ dùng những cái màu cam đất hồng đất, bởi là những cái màu moni tự nhiên sẽ làm cân bằng lại những cái bộ trang phục của mình. Và đó cũng là cái lưu ý mà cho những quý khán giả, khi mà lựa chọn trang phục màu sắc mà nó bị rực rỡ quá thì nên tiết chế lại phần trang điểm để khiến cho chúng ta cảm nhận là hài hòa, xinh đẹp và tự nhiên hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái khán giả mà gửi thư về với chương trình thì cũng có thắc mắc là không biết là đối với những cái loại da khác nhau ấy, thì anh Tony có thể hướng dẫn là với những cái loại da như là da khô, da dầu, da hỗn hợp này thì cần phải có những cái bước chuẩn bị như thế nào để có một cái nền thật là đẹp, thật là chắc? Thì đối với Tony thì tất cả các loại da thì căn bản đầu tiên là phải làm sạch. Thì đối với những loại da mà dầu hoặc là da hỗn hợp thì mình nên dùng ít dưỡng lại và dùng để cho cân bằng lại lớp đó nha. Chứ còn đừng nên nhiều. Khi mình da mình đã nhiều dầu mà còn thêm nhiều dưỡng vào nữa sẽ làm cho da mình sẽ rất là nhiều dầu. Như là lớp nền như cushion hoặc là body cushion hay phải là những cái lớp nền đó mình cũng chọn những cái nào ít dưỡng thôi. Nó chỉ để cho mình nhưng mà sẽ có độ cover cao, kiềm dầu tốt thì nó sẽ làm cho da mình nó cân bằng. Tôi nghĩ ở đây mình sẽ phải chia làm hai loại. Một loại là nếu mà bạn không phải một chuyên gia trang điểm, đúng không? Bạn tự làm ở nhà thì thôi, cái gì dễ nhất thì bôi lên mặt. Thì hãy follow Tony để... cái câu là để cái ít dưỡng để cho dưỡng. Người da dầu. Còn với người da khô và da bình thường thì cứ thoải mái. Cho dưỡng thoải mái. Ok, đấy là với người bình thường. Và tôi biết thêm một điều nữa, người bình thường họ rất không biết cách làm nền nhiều. Đúng không ạ? Và họ không biết từ đâu, ví dụ dân chuyên nghiệp với mọi người thì tôi thấy là luôn luôn có đủ các bước từ cái lock, base, xong rồi foundation, xong rồi cover như thế. Nhưng mà thì với những người bình thường thì Tony khuyên ví dụ như là mình không có những cái kỹ thuật đánh nền thì mình nên dùng những loại cushion và làm những loại CC cream, đấy, những cái loại rất là mỏng. Thì khi bạn đánh một lớp mỏng lên xong mà bạn cảm thấy như là da mình nó đã không đủ để che hết thì mình đánh thêm một lớp nữa, thì cái cushion và là CC cream thì nó sẽ giúp cho mình nó không bị dày nền mà nó lại chơi cover rất là tốt mà nó không bị kiểu bón cục á. Tại vì thường thường foundation thì nó hay bị bết lại rất là nhanh, mình không đánh nhanh tan nó sẽ rất là bết lại. Với những người mà không chuyên nghiệp nữa thì đừng có dùng nền dày quá, nếu không là nó bị bợt đi hết và mọi người rất là lúng túng khi mà phải kẻ vẽ lại. Bởi vì thứ nhất là cũng hay bị chọn cái tông nó trắng hơn da của mình, da mặt và da cổ nó cũng không cân bằng nữa. Và sau khi che phủ xong thì buồn cười lắm là mọi người không biết cắt vẽ lại lông mày ra sao, bởi vì nó bạc hết đi rồi. Đấy thì thường là bọn tôi hay bảo là thôi chọn sẵn những cái cream mà hỗn hợp như thế mà đập đập ra tay xong chấm chấm lên mặt đánh tan ra là xong. Tuy nhiên thì đối với những cái làn da mà đặc trưng một chút là hơi bị mụn này và bị những vết thâm và những khiếm khuyết trên gương mặt nhiều hơn thì cần phải có những cái bước chuẩn bị gì, hay là có một cái lời khuyên gì dành cho những làn da đấy ạ? Lời khuyên đầu tiên là ví dụ da bạn đã mụn rồi thì chúng tôi hay khuyên là không nên dùng trang điểm, không nên make up. Đi chữa cái da thật là tốt đi, đúng không ạ? Trừ trường hợp bất khả kháng trở thành cô dâu thì phải nghe Tony giải thích. Mình là một người của công chúng, gọi là mình cần gương mặt mình phải xuất hiện lúc nào hoàn hảo thì, nhưng mình sợ gì mà da bị mụn thì mình nên, thứ nhất là mình nên làm sạch cái phần da mình trước, sau sau đó mình sẽ dùng một lớp kem bỏ lại những cái lớp dưỡng để mà trị cái phần che cái phần lớp mụn lên trước, sau đó mới đánh cái lớp phấn lên thì nó sẽ đỡ cho mình. Và hơn nữa thì Tony cho mọi người một lời khuyên là trước khi make up hoặc là đánh nền thì cũng nên cho một lớp chống nắng ở phía dưới. Tại vì lớp chống nắng rất quan trọng. À đúng rồi. Tại vì nó sẽ giúp cho mình chống lại tia cực tím và làm cho sạm nám da rất là nhiều. Có một cái cảm giác như thế này này, khi mà mình son phấn lâu luôn luôn mong muốn là sau nhiều tiếng sờ vào nó vẫn cứ mềm mịn, đúng không ạ? Thì đấy là một trong những cái thứ nếu mà dành cho ai trang điểm lâu thì cảm giác cho da mặt mình khô thoáng cũng là một cái cảm giác rất là gọi là quan trọng. Và thường nó chỉ hiệu quả nhất khi mà tôi đi gặp các chuyên viên trang điểm một cách gọi là chuyên nghiệp, chứ còn tự làm ở nhà thì khoảng 1 tiếng 2 tiếng là rất là khó chịu. Cái đó là do mình đánh nền bị dày quá và là mình đánh mình tham quá thì sẽ bị che bít cái lỗ chân lông của mình đó. Làm cái thì đối với lời khuyên là mình khi mà mình đánh nền trong vòng 3-4 tiếng mình nên tẩy cái lớp nền đó đi, cái cả ban ngày cũng vậy. Nhưng mình ở công sở mình có thể tẩy bằng lớp tẩy trang nhẹ đó đi, tẩy đi xong mình đánh lên một lớp mỏng nữa thì nó sẽ cho mình tạo cảm giác mình dễ chịu, chứ còn đừng nên dập phấn dẫn vào tiếp. Tại vì mọi người có một cái thói quen như là khi da dầu sẽ lấy thêm cái giấy kìm hút dầu hút xong rồi cái rồi lấy phấn phấn và đập vô. Nhưng mà khi mình làm như thế thì mặt mình sẽ bị vỡ nè, vỡ nền nó sẽ bị vỡ nó hết, sẽ là lo lỗ tất cả. Anh tôi nghĩ là nên tẩy cái lớp đó đi, xong mình sẽ làm một lớp rất là nhanh mà rất là hiệu quả. Thì khi đó là mình đã mắc mũi lông mày, mình đã mắc là lông mày mình đã còn có sẵn rồi, mình làm từ sáng rồi, lúc chiều mình sẽ tẩy lớp ra xong mình đóng nó là xong, chiều mình sẽ đánh thành một lớp son là thành một lớp mặt mới, thì nhìn có vẻ mình sẽ sáng sủa tươi tỉnh hơn là khi mình đã đập thêm một lớp phấn vào nữa.
có rất nhiều khán giả thắc mắc đấy là tại sao mà mỗi khi mà make up thì lại khiến cho cái gương mặt của mình bị già hơn, bị trông nó lại quá tuổi, thì làm sao để có thể khắc phục những câu chuyện đấy, thì anh có thể chia sẻ thêm. Đầu tiên ấy, bạn phải đương đầu với việc ví dụ bạn 15, 16, 17 bạn trang điểm thì ít ai mà giữ được vẻ đẹp tự nhiên lắm. Đúng rồi. Cái vẻ đẹp của tuổi trẻ nó sẽ khác hơn một vẻ đẹp có trang điểm. Trang điểm thì với những các bạn tuổi trẻ thì phải xác định một điều là các bạn sẽ trông không giống như bình thường. Còn với những người lớn tuổi mà bị già đi thì đương nhiên rất là nhiều yếu tố, từ cái nền, từ cách chơi màu sắc cho đến các cái style vẽ trang điểm trên mặt, đúng không ạ? Ví dụ tại sao bạn già đi, ví dụ bạn đánh một cái son đậm mà đỏ tươi mà khi mà bạn đang ở tuổi trẻ, đúng không ạ? Bạn 17, 18 thì trông sẽ không vừa mắt bằng bạn đánh những màu hồng nhạt nhạt, đúng không ạ? Hoặc là bạn vẽ những cái mắt sắc lẹm ra thì rõ ràng trông bạn vừa ác mà thậm chí lại còn khá già đi. Nhưng trong thời trang chúng tôi lại thích những điều đấy. Chẳng qua chúng ta đang bị so sánh là già đi so với bản thân bạn ý, hay là già đi so với mặt bằng chung, hay là già đi trong cái concept hình đấy. Đấy, thực ra hãy nghĩ rằng là trang điểm là với những bạn trẻ tuổi thì ít khi giữ được vẻ đẹp của bạn như là cái lứa tuổi bạn đang có. Đó cũng là câu hỏi của nhiều khách hàng của Tony, hay là thắc mắc là tại sao là em cứ trang điểm người này người kia mà xong rồi cái rất bị già đi, xong rồi kiểu mình cái đó là một lý do, có nghĩa là khi mà họ cũng là do một phần là do người make up cho mình, gọi là mình tự make up là có bị tham á, tức là đánh nhiều đánh dày. Vì nhiều khách hàng của Tony nói là thích Tony trang điểm là khi là đánh xong rất là trong, rất là trẻ, là mình cứ làm, có nghĩa mình cứ làm vừa phải, và khi mà mình nhấn, ví dụ như là điểm nhấn của mình, khi mình muốn mình có một đôi mắt đẹp, mình sẽ nhấn vào đôi mắt. Và là mình có một cái mũi, sống mũi đẹp, mình sẽ làm sống mũi, và làm một cái đôi môi đẹp, mình làm mũi. Thì nên nhấn vào một điểm trên gương mặt thôi, chứ đừng nhấn tất cả hết thì tất cả nhìn sẽ mặt sẽ bị già. À, đấy là cái lời khuyên, nghĩa là tiết chế lại. À, chắc hẳn là khi mà cái cuộc trò chuyện này của chúng ta thì cũng đã khá là dài rồi. Và ngay sau đây thì hãy cùng theo chân một nhân vật để anh Tony Nguyễn sẽ giúp cho bạn ấy thay đổi và biến đổi một cái phong cách trang điểm mới trong năm 2021 như thế nào nhé. Xin chào quý khán giả của chương trình Let's Style. Hôm nay thì tôi đi làm makeup trong trẻo nhẹ nhàng cho bạn nữ đi dự tiệc. Thì với làm makeup nhẹ nhàng như thế này thì tôi đi nghĩ thì phần mất khoảng tầm từ 10 đến 15 phút cho các bạn thực hiện tại nhà. Và sau đây thì tôi đi sẽ làm bước dưỡng da cho một người mẫu. Sau khi được anh Tony make up thì mình cảm thấy rất hài lòng. Với phong cách make up trang điểm nhẹ nhàng như thế này thì rất phù hợp cho các bạn đi những cái buổi tiệc nho nhỏ hoặc là hẹn hò với bạn bè. Sau khi mà vừa theo dõi cái đoạn video clip rồi thì không biết là anh Hiếu Anh cảm thấy là như nào? Thứ nhất là mọi người vẫn truyền tai nhau rằng là với Tony thì trang điểm luôn là sự trong trẻo, luôn giữ được cái nét và bảo tồn nét của cái người mà Tony trang điểm cho. Tôi rất là thích cái cách trang điểm theo tông tự nhiên như thế này, nhưng mà nhìn thì rất là dễ nhưng mà làm thì vô cùng khó. Rất là nhiều khán giả nữ đang mà theo dõi chương trình này thì cũng muốn được hỏi hai anh, đó là cái xu hướng mà chọn son của năm 2021 thì có gì đặc biệt ạ?
son nó giống như cảm xúc. Tôi nghĩ vậy. Người Pháp hay khuyên nhau khi mà làm stylist là đừng nên đánh son cùng với màu áo. Tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều hay. Bởi vì là màu son và màu áo mình đổi đi thì trông mình có cái thần thái nó sẽ khác biệt. Nếu mà bạn trông hơi buồn chán thì bạn sẽ dùng màu son và màu áo giống nhau. Màu son nó thể hiện tâm trạng của bạn, ví dụ hoặc là bộ quần áo của bạn mong muốn. Ví dụ bạn mặc cả một bộ trắng đúng không ạ, thì nếu mà bạn đánh son đỏ thì bạn sẽ rất là nổi bật ở trong gương mặt. Còn nếu mà bạn đánh son bợt thì tôi nghĩ là điểm nhấn nó không biết rơi vào đâu, trừ khi bạn làm một đôi mắt thật là đen. Son là tâm trạng, son còn là xu hướng. Nếu mà bạn muốn, ví dụ bạn chạy theo xu hướng, bạn sẽ chọn những cái tông màu nó vừa mới ra để bạn ứng dụng trên mặt của mình. Đó là lý do tại sao nhiều chị em phụ nữ có một người sử dụng nhiều phải mua hàng trăm cây son là như thế. Như tôi thì rất là mê son, cứ ra bộ sập nào sẽ mua bộ sập đó. Nhưng mà có nghĩa là mình son nó không phải là một xu hướng gì cả, nó không có một cái gì để gọi là định hướng cho nó. Thì khi mình thích, mình cảm thấy cảm xúc của mình như hôm đó như thế nào, hoặc là khi mình xuất hiện buổi tiệc mình muốn mình lộng lẫy hay là mình muốn mình như thế nào thì son nó quyết định rất là nhiều, tới 50% trong vấn đề makeup. Hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị khán giả sẽ có thêm được những cái kiến thức về chăm sóc da, làm đẹp và trang điểm để có một gương mặt thật là rạng rỡ, thật tự tin. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã đến với Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Hy vọng rằng là thông qua chương trình này thì quý vị khán giả sẽ có thêm được những thông tin, kiến thức về xu hướng thời trang, xu hướng về makeup của năm 2021. Và hãy đừng quên cập nhật những số tiếp theo của chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu. Let's go, Nào Cùng Dịch Chuyển.